cũng tên là Nhiên Sách. Vị Bồ Tát này luôn cầm một sợi dây, không phải Ngài Quán Thế Âm hiện tướng tứ thập nhị thủ, có một tướng cầm sợi dây Nhiên Sách sao? Sợi dây làm bằng lụa, Nhiên Sách chính là sợi dây này, cũng gọi là Thiên Quang Nhãn, cũng còn có tên gọi khác là Thiên Quang Nhãn. Thiện Nam Tử. Đức Phật gọi A Nan là Thiện Nam Tử. Quán Thế Âm Bồ Tát thần thông oai lực không thể nghĩ bàn. Thần lực oai đức của Ngài Quán Âm không thể suy nghĩ, tưởng tượng được, không thể dùng ngôn từ mà nói. Trong vô lượng kiếp về trước, Ngài đã trải qua số kiếp quá khứ nhiều vô lượng vô biên. Từng thành Phật, Ngài đã thành Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Ngài thành Phật tên là gì? Tên của Ngài là Chánh Pháp Minh Như Lai. Vì nguyện lực đại bi, vị Bồ Tát này vì không quên nguyện lực của mình, đây là lời nguyện đại bi của Ngài trong quá khứ. Vì muốn làm duyên phát khởi cho tất cả các hàng Bồ Tát, Ngài muốn cho tất cả Bồ Tát đều phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo. Vì muốn an vui, thành thục cho chúng sanh, vì muốn đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh, Ngài mới giáng tích hiện làm Bồ Tát. Cho nên thị hiện làm Bồ Tát, Ngài vốn là Chánh Pháp Minh Như Lai, này là Bồ Tát Quán Thế Âm. Hán văn. Nhữ đẳng đại chúng, chư Bồ Tát Ma Ha Tát, Phạm Thích Long Thần, Giai Ưng Cung Kính, Mạc Sanh Khinh Mạng, Nhất Thiết Nhân Thiên, Thường Tu Cúng Dường, Chuyên Xưng Danh Hiệu, Đắc Vô Lượng Phước, Diệt Vô Lượng Tội, Mạng Chung Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc. Việc dịch. Vậy ông và đại chúng, các hàng Bồ Tát Ma Ha Tát, Phạm Vương, Đế Thích, Long, Thần đều nên cung kính, chớ sanh lòng khinh mạng xem thường. Nếu tất cả hàng trời người thường xưng niệm cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được vô lượng phước, diệt vô lượng tội, mạng chung sanh về cõi nước của Phật A Di Đà. Lược giảng. Vậy ông và đại chúng, Đức Phật bảo Ngài A Nan và tất cả đại chúng có mặt trong pháp hội hay không có mặt trong pháp hội, các hàng Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Bồ Tát và Đại Bồ Tát, Phạm Vương, Đế Thích, Long, Thần. Đế Thích chính là vua trời Đế Thích, Phạm Vương chính là Đại Phạm Thiên Vương, vua cõi trời Tịnh Cư, rất tự tại nên cũng có tên là Trời Đại Tự Tại. Đế Thích chính là Đế Thích Thiên, cũng chính là Thiên Chủ. Ở chú Lăng Nghiêm gọi ông là Nhân Đà La, Nam Mô Nhân Đà La Gia, chính là chỉ cho Đế Thích. Long chính là rồng ở trên trời. Thần, tất cả thần đều nên cung kính, đều phải cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, chớ sanh lòng khinh mạng xem thường, không được xem thường khinh mạng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu tất cả hàng trời người, tất cả người ở thế gian và người ở cõi trời thường xưng niệm cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, nên thường cúng dường Quán Thế Âm, chuyên tâm xưng danh hiệu Ngài, sẽ được vô lượng phước, diệt vô lượng tội. Được vô lượng phước, diệt vô lượng tội, mạng chung sanh về cõi nước của Phật A Di Đà. Khi lâm chung, nhất định sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vì Đức Phật A Di Đà là thầy của Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị niệm danh hiệu đệ tử của Ngài thì tương lai sẽ sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hán văn. Phật cáo A Nan, thử Quán Thế Âm Bồ Tát sợ thuyết thần chú chân thật bất hư, nhược dục thỉnh thử Bồ Tát Lai chú chuyết cụ la hương tam thất biến thiêu Bồ Tát tức Lai chú chuyết cụ la hương an tức hương giả. Việc dịch. Đức Phật bảo Ngài A Nan, thần chú của Quán Thế Âm Bồ Tát nói ra đây chân thật không dối, nếu muốn thỉnh Bồ Tát đến nên tụng chú vào hương chuyết cụ la 21 lần rồi đốt lên thì Bồ Tát sẽ giáng lâm. Ghi chú:
Chuyết Cụ La chính là Hương An Tức. Lược giảng: Đức Phật bảo ngài A Nan, thần chú cụ Quán Thế Âm Bồ Tát nói ra đây, thần chú Đại Bi do Bồ Tát Quán Thế Âm nói là chân thật không dối. Thần chú này có công đức lớn không thể nghĩ bàn, thần lực không thể nghĩ bàn, có năng lực diệt vô lượng tội, tăng vô lượng phước, là lời chân thật không giả. Nếu muốn thỉnh Bồ Tát đến, nếu có người muốn thỉnh ngài quang lâm tới đạo tràng, thì nên tụng chú vào hương Chuyết Cụ La 21 lần rồi đốt lên. Chuyết Cụ La chính là hương An Tức. Ở hiệu thuốc Bắc có loại hương này. Tam thất biến chính là 3 nhân 7 bằng 21 lần. Quý vị niệm 21 biến chú vào hương An Tức rồi đốt lên, Bồ Tát sẽ giáng lâm. Thì Bồ Tát sẽ giáng lâm đạo tràng hoặc pháp hội. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni So ha.